và chở chó cưng đi dạo công kềnh của bé trai. Hai cô gái tá hỏa khi rắn bò vào nhà. Mang tẩu thoát thần kỳ của chú cá khi chuẩn bị mang lên thớt. Hành động thiếu kiềm chế của tài xế taxi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo đoạn clip camera ghi lại, hai cô gái đang ngồi thì tá hỏa nhảy lên ghế sofa khi phát hiện con rắn dài hơn 1 mét bò vào phòng khách. Đây không phải là lần đầu tiên những vị khách không mời ghé thăm nhà dân, nhưng lần nào cũng khiến mọi người bị một phen hú vía. Đồng thời, đoạn clip trên cũng là lời cảnh báo đến các gia đình nên phát quang bụi rậm cây cối quanh nhà, thu dọn những nơi ẩm thấp để các loài rắn rết, côn trùng không có nơi cư trú hoặc là bò vào nhà. Vụ việc xảy ra trên đường Tố Hữu, Hà Nội vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Theo đoạn clip, chiếc taxi chạy chậm đánh võng nhằm chặn đường của chiếc xe ô tô đi sau. Xe sau không thể vượt đành đi sát đuôi taxi và bấm còi liên tục. Sau đó, tài xế taxi dừng xe giữa ngã tư xuống chửi bới người lái xe ô tô. Thậm chí là nam tài xế còn nhổ nước bọt vào kính xe gần ghế lái của đối phương. Người lái ô tô bình tĩnh quay lại toàn bộ vụ việc không phải ngứng thêm. Hành xử của tài xế taxi đang bị chỉ trích trên mạng xã hội. Không có lửa làm sao có khói, có lẽ đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn trước đó rồi. Tuy nhiên, cách hành xử của tài xế taxi tôi cho là ấu trĩ và kém văn minh, chẳng giải quyết được gì, thậm chí là mua bực vào người, tài khoản Tuấn Anh nhận xét. Bác lái ô tô mà nóng tính không khéo đánh nhau rồi cũng nên, ai cũng thích sĩ diện hơn người, không biết cái gì là quan trọng thì sớm muộn cũng gặp rắc rối thôi, một dân mạng khác bình luận. Để con cá trong chậu nước trước cửa nhà để chuẩn bị làm thức ăn cho bữa tối, quanh đi quẩn lại một lúc, khi đi ra thì thấy chỉ còn chiếc chậu mà thôi. Còn con cá thì mất tích không một dấu vết. Tá hỏa tưởng bị bắt trộm mất, nhưng mà sự thật ghi lại từ camera an ninh lại là cảnh tượng vô cùng hài hước. Khi con cá đã nhảy được ra ngoài, nó dùng chiếc đuôi vẫy liên tục để di chuyển cơ thể trên cạn. Tưởng rằng cuộc tẩu thoát sẽ chẳng hề dễ dàng khi trước mặt là một con đường. Khi con cá đã nhảy ra ngay mép đường, điều thú vị đã diễn ra khi con vật này liên tiếp nhảy cho đến khi rơi xuống cống nước cách đó vài mét và tẩu thoát. Video ghi lại cuộc tẩu thoát chưa từng có này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người ví von con cá này bỏ chạy khỏi bữa tối cũng vô cùng lao lực và cũng đầy tính toán, chẳng khác nào chú cá Nemo nổi tiếng trong hành trình đi tìm về với gia đình. Chắc hẳn là qua video này, quý vị cùng nhiều bà nội trợ cũng phải cảnh giác hơn, đừng tưởng cá không có chân và chỉ có thể sống dưới nước là về, thích để đâu thì để. Chúng có thể biến mất ngay lập tức bằng cuộc đào tẩu không ai ngờ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày nhé!